Chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Thì tại là cũng thấy cô chú anh chị tham gia nhiều nhưng mà nhắn tin nó cũng hơi mỏi tay, thôi để lên live chào cô chú anh chị cho nó phấn khởi Đúng nha. rồi. Cho rực rỡ. Cho rực rỡ. Nghe nghe cái quả mà các cái phái đoàn của Mỹ sang Việt Nam năm nay nghe có vẻ rầm rộ, nhiều anh chị nghe cũng rậm rật lắm nhỉ. Đúng rồi À, Trung. Trung rậm nhớ rật. không? Trung nhớ trước đó hôm nào là to cò cái gì lên án Việt Nam và vi phạm nhân quyền, yêu cầu thả người này thả người kia vô điều kiện, bla 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 đủ trò đủ kiểu. Chắc Việt Nam mình sợ quá Trung. Hả? Chắc sợ quá, Sợ chắc sợ. không dám tầm nâng tầm. Chưa nâng tầm mà đã quậy rồi đúng không? Chưa nâng tầm mà nó đã to mồm, nó ồn ào vậy, mà nâng tầm rồi nó tới cỡ nào nữa Trung? Thì cái này thì cũng không rõ anh ạ. Thế nhưng mà thôi thì khách đến nhà thì trà thì cũng làm chai rượu nhà. Thôi thì Nên mình nó cứ vẽ tiếp ra im tiếng luôn không ta? Có im không anh? Ý có nào nâng tầm xong rồi nó tắt điện nó luôn không ta? Cái đó thì em chưa dự đoán được, nhưng mà theo cá nhân em suy nghĩ thôi, nông cạn nghĩ là thôi thì khách đến nhà thì mình cứ đón tiếp đã. Đúng Rồi rồi. thì xem là cái ý là khách người ta đến nhà mình với cái mục đích gì, đúng không? Thì ở đây thì rõ ràng là không tự dưng mà Mỹ người ta cử nhiều các cái phái đoàn sang Việt Nam như thế, từ Bộ Ngoại giao cho đến Thượng viện, Nghị viện, rồi là Bộ Nông nghiệp cho đến là Bộ Tài chính, rồi tùm lum hết, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì nó cũng 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 nhiều vấn đề và cũng chả biết đâu được. Em thấy nghe thông tin đâu thấy bảo như là đợt tới này hình như có khả năng là Tổng thống Mỹ sẽ sang thăm Việt Nam. Đúng rồi. Thì rất rõ ràng Tin hành lang. thì đó tin hành lang thôi. Em nghe thông tin là như vậy, còn chưa có một cái thông tin cụ thể chính xác nào cả, bởi vì là cứ khi nào mà cơ quan thông tấn báo chí người ta phát đi thông tin, bởi vì nói gì nói các cái vấn đề mà thăm của các nguyên thủ quốc gia thì mà các phái đoàn cũng đâu phải là anh thích sang là anh sang đâu. Đúng Anh rồi. cũng phải làm thủ tục các kiểu, anh phải thông báo lịch làm việc hay như thế nào, rồi phối hợp giữa hai bên, rồi anh đi như thế nào, ở đâu, ở mấy ngày, rồi còn liên quan công tác bảo vệ, rồi anh dự các cái hội nghị nào, địa điểm ở đâu, rồi người ta còn sắp xếp tuyến đường đi lại vân vân và vân vân cả. Rồi chưa kể đó là công tác đón tiếp nữa. Đấy, thế nên là thường thì các phái đoàn thì người ta đi bất kể quốc gia nào thế thôi, người ta đi thăm các nước thì người ta đều có mục đích cả, đúng không ạ? Không có mục đích này thì mục đích kia, chứ làm gì người ta đi chơi đâu mà. Đấy, giống như một số anh cứ nói là Mỹ đâu có xâm lược Việt Nam. Thế em hỏi là Mỹ không xâm lược Việt Nam thì đưa quân sang Việt Nam làm gì? Hay đi du lịch cả? Hay là đi đâu? Hay là ngày đấy thấy Việt Nam có món thịt chó ngon thì chắc có khả năng là sang xin ít giềng nhỉ? Xin ít giềng Chắc mẻ. đi. Hay là lúc đó họ qua họ học ăn cách bún đậu mắm tôm, nói chung tại vì Cũng nghe có nói bún thể. đậu mắm tôm chưa có đúng không? Cũng có thể, hay là em muốn tí bún riêu cua có thêm khoanh giò ví dụ thế. Chứ không lẽ người ta sang Việt Nam mình làm gì? Người ta sang cả đến cả 20 năm làm cái gì? Đúng không ạ? 20, 21 năm làm cái gì? Mà cũng lạ kỳ chung thấy không? Trong khi họ bảo là Mỹ không có xâm lược Việt Nam đúng không? Qua Việt Nam để gì đó thôi, nhưng mà qua Việt Nam thì lại không học được, học được cái văn hóa của người Việt. Đó là gì? Văn hóa của người Việt á, mà mỗi khi mà có người chết á, hay mình gọi có đám tang đó, thì người ta hay đi là giấy mã hay là đốt đốt giấy vàng mã hay cúng kiến rồi đúng không? Vậy mà chứ 58.000 cái hòm Mỹ thì sao người Mỹ không biết cúng, không biết đốt giấy vàng cho những người, hay là đốt những cái súng ống xe M113 đồ đúng không, để cúng cho những vong hồn của lính Mỹ mà nằm ở Việt Nam ta, kỳ cũng lạ Theo đúng em không? nghĩ là khi người ta sang Việt Nam là người ta cũng sẽ có khả năng người ta ở lâu, vậy người ta cũng học được một số cái của gọi là phong tục tập quán của Việt Nam. Đấy. À Biết đâu là thấy cái món thịt chó mới, đấy có khi này cúng cái món đấy chẳng hạn, hay là bún đậu mắm tôm. à Đấy. Hay là canh cua rau ngót ví dụ thế. Đấy, thấy mấy cái món ngon ngon đó, khi này học được nhiều món thì này mang về cúng cái đấy cũng chả biết được. Mình thì mình ở Việt Nam mình cũng chả nắm được tình hình thế, em chả nắm được đâu. Nhưng không biết là các anh cúng cái gì thì không biết, nhưng mà em cũng đặt ra câu hỏi là nhiều thành phần nó cứ bảo là Mỹ không sang xâm lược Việt Nam đâu. Thế em hỏi thế đưa quân sang Việt Nam để làm cái gì? Đấy, đi sang du lịch à? Hay là đi massage?
chắc khả năng là sang để đi tham quan Hồ Hoàn Kiếm nhỉ, chắc thế. mà cũng lạ, cũng lạ kỳ đúng không? Khi không cái đâu coi, nếu mà không xâm lược Việt Nam á thì không lẽ 58.000 lính Mỹ đó bị họ hạ sát ở đâu đó rồi họ mang qua Việt Nam họ xử lý rồi họ lại đóng hòm họ lại trở về ha? Ủa sao lạ chỗ này ta, chỗ này hơi khó hiểu rồi. Cái này khả năng là Cái do này lỗi 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 hệ thống, nó giống kiểu máy à, tính bây giờ lỗi hệ thống nên thành ra người ta phải reset lại, thế người ta phải tìm một cái lỗi, người ta tìm một cái lỗi. nhưng mà không lẽ cái khái niệm mà đu càng là nó có từ thời điểm đó chung, thì không lẽ giờ 58.000 cái hòm lính Mỹ nó đu càng từ Mỹ nó qua Việt Nam rồi xong từ Việt Nam lại đu càng về ngược lại Mỹ hả? Ok vậy. Cái này Ừ, cũng thì em rảnh không rõ lắm, này, rảnh rảnh à, rảnh à, đúng nhưng không? mà em nghĩ là cái đó là nó khả năng cao hơn, bởi vì là như thế này này, bởi vì ngày đấy là Mỹ người ta là phát triển hơn Việt Nam mình, kể cả bây giờ cũng thế thôi, thế khả năng ngày đấy dây 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 cáp dây kiếc cái thứ là nó bền nó chắc, thế nó buộc thôi chứ làm gì mà đu được đấy, nó buộc đấy, thế thì mình cứ bảo là đánh đu thì đánh đu thôi, chứ còn nếu mà đu chính xác mà đu đấy thì mấy vận động viên mà tham gia đu hết rồi, từ năm 7 năm nó đu sạch rồi còn đâu. Đấy, chính ra đấy là chính là những nguồn vận động viên thể thao tốt đấy, nhưng mà không hiểu sao Mỹ người ta lại không sử dụng, đu giỏi bơi giỏi đúng không ạ? Đúng rồi, anh nhớ hồi nhỏ có xem cái ba cái phim tài liệu là có hình ảnh cái chiếc máy bay gì mà nó có hai đầu hai cánh quạt á, hai đầu hai cánh quạt to to thì to chung, mà nó cẩu hàng khỏe lắm, nó có dây cáp nó hạ xuống nha, nó có dây cáp hạ xuống để nó cẩu hàng, cẩu cẩu xe tăng, cẩu pháo, cẩu này cẩu kia, nó bay 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 trên bầu trời á, đúng không? Thì như Đó cái đó đúng. nó gọi là xe tăng vận tải, nhưng mà máy bay vận tải, nhưng mình không hiểu nó là cái tên gọi nó là gì thôi. Trước năm 75 Mỹ mang sang Việt Nam mấy chục tấn thịt chó để bồi dưỡng cho Việt Cộng. Nhưng mà rõ ràng trong cái câu chuyện này á, thì không riêng gì cái bọn vền vạn nó vô ơn, mà tính ra người Mỹ cũng vô ơn đúng không Trung? Và cái vụ mà 58.000 cái hòm á, mà 58.000 cái xác Mỹ đúng không? Rõ ràng là người Mỹ cũng vô ơn với Việt Nam chứ còn gì nữa. Thế bây giờ anh thử tính đi, ngoài 58 cái đấy ra là còn một số nữa đúng không, một số mà gọi là vẫn còn đang bay nhảy được, vẫn còn chạy tốt đấy, đấy vẫn còn chạy tốt. Thế thì nếu như mà người ta cộng sản mà người ta không mở con đường cho các anh chạy thì các anh chạy kiểu gì? Coi như gọi là cái gì hồi đó khái niệm họ gọi là gì, triệt thoái trong danh dự đúng không, thoái lui hay triệt thoái gì trong danh dự, trong cái câu gì thành ngữ nghe nó quên bả rồi, À, rút lui chiến thuật rút đúng lui chiến thuật, đúng không đó, hoặc là mình nói là tạo cho họ con đường là triệt thoái chiến danh dự đúng không, mà bây giờ họ lại mình lại trở thành những kẻ vô ơn nữa. khả năng cao là như thế. Thế thì anh em mình trao đổi em cũng nói vui tí, thế nhưng mà thực tế ra mà nói ở đây ấy, thì trở lại cái nội dung chính ấy, thì em thấy có cái như này, rất rõ ràng là nếu mà nói với cái vấn đề mà Mỹ đó, thì chúng ta cứ khẳng định một điều là Mỹ người ta chưa bao giờ người ta từ bỏ cái tham vọng bá quyền của người ta cả, bởi vì cái tham vọng bá quyền này nó giống như kiểu là thời phong kiến ngày xưa đấy, cái ông vua ông có toàn quyền quyết định tất cả mọi vấn đề, người ta bảo người này sống thì phải sống, mà người ta bảo chết là phải chết, không cãi được. Thì Mỹ cũng vậy thôi, thì sau chiến tranh thế giới thứ hai thì chúng ta thấy được Mỹ nổi lên là một trong những thế lực cực kỳ lớn. Đấy, rồi người ta cũng thành lập các cái tổ chức, đặc biệt là tổ chức Bắc Đại Tây Dương đấy, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tổ chức NATO đấy, gồm các cái tổ chức quân sự của các nước Mỹ do Mỹ đứng đầu đấy, thì để cạnh tranh với lại Liên Xô. Thế nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ thì còn lại cái tổ chức NATO và cũng như Mỹ đứng đầu, thì chúng ta thấy rất là rõ trong những năm vừa qua thôi, với cái chiêu bài không mới đó là tự do dân chủ nhân quyền, thì người ta đi áp đặt cho các nước, người ta chuyên lấy những cái câu từ mà sau này mà mấy cái bọn gọi là trẻ con vẹn vàng đấy nó hay sử dụng theo ông nội nó. Đấy là gì? Đó là đất nước này nó không có tự do này, người dân là không có dân chủ nhân quyền, rồi cái đất nước này là do người này lãnh đạo là độc tài. Thế xong bắt đầu nó mang quân sang, nó mang quân sang, nó bảo là ơi giờ các cháu cứ yên tâm đi, chú hôm nay là chú sang chú giúp cho nhà các cháu là sẽ có tự do dân chủ nhân quyền. Thế là các chú vác sang toàn hệ thống bánh kẹo hiện đại, toàn là các loại
pháo với lại tên lửa Tomahawk với lại các thứ này, toàn loại bánh kem ngon. Thế là các chú vào, các chú giã cho, thế là các cháu há hết cả mồm lên. Thế ngày xưa chúng ta nhìn, trước đây chúng ta nhìn các cái nước như Afghanistan này, đúng không? Syria này, Libya này, rồi nhiều nước khác. Đấy, người ta cứ bảo là nào là lãnh đạo độc tài, nào là không có tự do dân chủ nhân quyền. Thế các cái chú ấy sang, các chú ấy ban phát cho, thế các chú ấy mang tiền sang, mang bánh kẹo sang, các chú ấy phát cho các cháu để được dân chủ nhân quyền. Thế ngày hôm nay các cháu nhận được gì? Đấy, nhà cửa đang có ở sung sướng không thích, đúng không ạ? Thích phải có dân chủ nhân quyền đấy, các chú Mỹ chú ban cho đấy, các cháu cứ thế hưởng thôi. Bây giờ trách công trách cũng không trách ai được, đúng không ạ? Chúng ta xem nhiều clip phỏng vấn của người dân mà người ta phải 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 gọi là di tản đấy, di rời khỏi cái khu chiến sự đấy, chúng ta thấy rất là rõ là gì, giờ có nhà không về được, ngay cả như Ukraine hiện nay cũng thế thôi đấy. Ngày xưa cái ông tổng thống trước thì bảo là ông này ông thân Nga không được. Chúng mày mà thân Nga là không được, chúng mày phải thân tao, tao chú Đúng rồi. cháu với nhau, tao phải thương mày, tao phải cho mày cái này cái kia, chứ mày mày đi, đi đi thương người ngoài không được. Thế là nghe theo chú đấy, nghe theo chú. Thế là bây giờ chú cứ trò thật lực đấy, tiền của rồi bánh kẹo trò đều suốt ngày, cứ chú gọi các nước khác khu vực châu Âu là mấy đứa mày xem tao có thằng cháu ở bên Ukraine, mày cứ phát bánh kẹo thật lực vào cho tao, bơm cho nó thật nhiều. À thế là có ăn có bánh kẹo, thế là cứ thế là quánh chén thôi, quánh chén đến ngày hôm nay. Thế là nhà cửa trả con đấy. Chúng ta hôm vừa rồi em có xem một cái clip đó là ở khu vực Bắc Mút đấy, nhà cao tầng các thứ rồi các thứ giờ chả còn gì cả, tan nát hết. Đấy là hậu quả của chiến tranh, đúng không ạ? Hậu quả chiến tranh. Thế thì lựa chọn một con đường như thế nào, đó là do cả cái bộ máy lãnh đạo, cả cái chính phủ của một quốc gia đó đấy. Đúng rồi. Nếu như mà người ta lựa chọn một con đường đúng đắn thì người dân được hưởng, còn không thì người dân phải chịu thôi, chung quy là quốc gia nào cũng vậy đấy. Nếu như mà người dân mà tỉnh táo, đúng không ạ, đứng trước những cái nguy cơ, những cái thách thức, những cái phồn vinh giả tạo, những cái miếng mồi béo bở mà tự dưng người ta mang đến cho mình, thì chúng ta phải đặt câu hỏi sao cái thằng này mình có quen nó đâu mà sao nó lại tốt cho mình thế. Thế nhưng mà khổ cái là nhiều người lại mù quáng tin theo vào đấy. Thế là thành ra ngày hôm nay là có những người, người ta cũng giữ quan điểm trung lập, nói thế thôi. Trong bộ phận nhân dân thì người ta cũng chia ra nhiều bộ phận, nó đơn giản như là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, hay là các anh ở bên kia anh hay gọi là Ukraine đấy, Ukraine, 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 Ukraine. Ukraine. Đấy thì ngay kể cả bộ phận người dân Việt Nam chúng ta cũng chia ra, đúng không? Nhưng mà đại đa số thì người ta ủng hộ quan điểm trung lập của Đảng và Nhà nước. Thế cũng có bộ phận mà người ta có tình cảm yêu mến với nước Nga, do trước đây là Liên Xô và sau này là Nga cũng đã có những cái giúp chúng ta rất là nhiều. Thì cũng có những bộ phận thì người ta lại ủng hộ Ukraine. Đấy, theo như kiểu ông cố nội ở bên kia là phải ủng hộ Ukraine đấy, bất chấp. Thế thì nhìn đi nhìn lại thì chúng ta thấy rất là rõ, đó là cái không phải tự dưng mà trước đây Bác Hồ hay là các thế hệ lãnh đạo Đảng Nhà nước chúng ta có cái quan điểm là tự lực tự cường, đúng không ạ? Vâng. Thì đối với một quốc gia hay một gia đình cũng thế thôi, chúng ta gói gọn trong một gia đình, cái xuất phát điểm đầu tiên của chúng ta như thế nào cũng cần biết. Thế nhưng trong cuộc sống chúng ta mà tự lực cánh sinh được thì nó vẫn là tốt nhất, bởi vì chúng ta có đi xin, đúng không ạ, thì không ai người ta cho chúng ta mãi được cả đấy, nói thẳng đấy. Mà chúng ta có đi ăn vạ thì cũng chả ăn vạ mãi được, mà đi xin thì cũng chả xin mãi được, mà người ta có đi cho đi chăng nữa thì cũng chả người ta cho không chúng ta cả. Nó không đánh bóng tên tuổi thì nó có mục đích này mục đích kia thì nó mới đi, nó làm cái công việc đấy, nhưng nó cũng có rảnh đâu, nó tự dưng nó bỏ công việc nhà nó đi lo cho mình. Đấy là chúng ta cứ nói đơn giản đấy thôi. Thế nếu như các anh tự lực cánh sinh, đúng không ạ, các anh xác định được con đường phát triển thì là tốt nhất. Và muốn phát triển được thì đất nước nó phải yên bình phát triển được, chứ đánh nhau như kiểu Nga với Ukraine bây giờ thì xin thương Nga thì nó vẫn phát triển thôi, kể cả nó bị cấm vận đi chăng nữa thì nó có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đúng không ạ? Rồi là cái về khoa học kỹ thuật của nó cũng hiện đại đấy. Chúng ta thấy ví dụ trạm ISS nó bắn Nga đâu có thấy được đâu, tên lửa các tên leo các thứ vận hành lên trên trạm vũ trụ không gian đều của Nga cả đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Thì đất nước nó về cơ bản thì ở cứ cho là bị cấm vận đi thì nó không phát triển được, nhưng các năm thì ít nhất nó tăng trưởng thấp hoặc là ngang với các cùng kỳ các năm trước ví dụ thế, thì đất nước nó vẫn cứ cứ tèn tèn nó lên đấy. Nhưng mà riêng ông Ukraine thì là bãi chiến trường thì phát triển cái gì, người dân làm cái gì mà phát triển,
Thế là các ông cứ đi đi, nói đúng là chính xác bây giờ phải nói là đi ăn mày khắp thế giới, đúng không ạ? Tranh thủ đi khắp nơi cả, xin xỏ khắp nơi, nó chả thấy thằng nào nên nó bảo đi ăn mày nhỉ. Đấy, nhưng mà thẳng nó đúng là thế, đi ăn mày khắp nơi gì nữa, đi xin khắp nơi cả, gặp ông nào cũng xin, thậm chí là xin là còn cái thái độ kiểu là bố thiên hạ, đúng không ạ? Xin người ta chưa kịp đáp ứng một cái thứ là ông lên ông đã có cái này cái kia, phản ứng này phản ứng nọ rồi. Em chào anh với cô chú anh chị nhé. Không có thời gian đâu mà tiếp đó. Ok, cảm ơn Trung và cảm ơn mọi người rất là nhiều, và xin tạm biệt mọi người và xin hẹn.